nói ra. Chưa em chưa ăn gì nữa, sáng giờ em chưa ăn gì luôn. Ăn ăn được 3 cái miếng bánh mì hoa cúc. Thật mà. Giờ đói cực. Mệt ghê các chị ạ. Tình hình là phải mua ai đi mua điện thoại mới rồi này. Một áo mặc có chị Hương Lục. Ghi một áo chị đang mặc cho Hương Lục nghe em nhá. Đưa bút đi em. Đưa đi em ghi cho chị ơi. Hương Lục ghi đi em. Rồi mọi người vào lại giúp em đi. Trời. Đang rất là hăng say, đang rất là. Mọi người vào lại giúp em nhá. Trời ơi, máy của em nó bị đẩy ra ấy chị. Thành ra là mình phải lên lại ấy. Mệt thật. Các chị ơi vào lại giúp em nhá. Vào lại giúp em. Chị em mình vào lại nhá. Cười lại này còn nhiều người. Tụi tôi sẽ chia sẻ lại. Chị Ly Ly ơi bên em gọi điện giúp đơn thì làm gửi rồi nhá. Lên lại thôi bởi vì căn bản là đang xả và đang vào đà xả đó chị đây. Chị nhóc Lì ơi, comment lại số điện thoại đi, các bạn ấy bảo là gọi chị không nghe. Chị cho lại em số điện thoại đi, em cho các bạn ấy trước. Nhóc Lì có một cái rồi. Nhóc Lì có một chiếc rồi. Ok, ui xong. Được chưa nào, mọi người vào lại giúp em nhá. Máy em nó bị đẩy ra ấy, chứ còn ai cố tình làm vậy đâu. Rồi ông. Mọi người vào lại giúp em nhá. Trời ơi, tiếp tục chị em mình lại ngồi với nhau lại xả tiếp nào. Vào lại giúp em đi nha. Chị ơi, nhà em cũng mặc nhiều mã mặc thử rồi, một ít mã mặc thử thôi. Bây giờ làm sao mặc thử hết được chị. Em mong muốn lên nhanh cũng được. Quen à. Vãi. Tơ nể về luôn đấy. Cầm cái bút đấy to khó ghi em hay cầm cái bút nhỏ. Bút nhỏ mà. Phải bút to rồi, nhìn mọi người ơi vào lại đi ạ. À. Vào lại giúp em nhé. Màu hồng kìa, màu hồng cổ gen kìa. Mọi người vào lại giúp em nhá, nhắc Lì cho số điện thoại rồi kìa. Đợi em một chút xíu để em chia sẻ lại. Để cho các chị ý biết là vào nữa. Ok, vào lại nhá. Chị ơi, chốt thêm chứ sao lại chốt hết lại được. Chốt thêm chứ làm sao chốt lại được chị. Chốt lại thì chết của em mất. Lại em chết luôn rồi, lại làm sao được nữa. Rồi. Mọi người ơi vào lại giúp em đi nào, mình lên mẫu mới nha. Vào lại giúp em đi, em lên được cái mẫu em sang mới chưa? Người sang mới chưa may nha. Nào. Bây giờ nhá, các chị vào lại giúp em đi. Thiên Chương này, nào đứng lên ôm. Nhóc Lì ơi, em đọc tên là chốt hàng á. Mọi người ơi vào lại giúp em nhá. Vào lại giúp em nhá. Không phải xảo ra, đang tập trung xảo lên mà. Làm sao mà cứ tập trung xảo ra được, cứ phải lên cái gì nó phải lên luôn một lần ấy. Lên áo ra được một ngày em dành luôn áo ra. Đây là một ngày dành luôn áo lên để xả nốt cho các chị nhá. Rồi mọi người vào lại giúp em nhá. Nào lại triệu tập tất cả các chị gái mình. Ok. Rồi mọi người ơi vào lại được chưa nào? Vào lại được chưa? Các chị ok, bây giờ lên mã tiếp theo nhá. Đồng giá tiếp tục đây. Một live stream tiếp theo, một live stream tiếp theo này sẽ xả cho các chị giá rất là rẻ luôn. Đồng giá 60k và chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ live stream thôi. Mã của em nó là mã số 160.000. Mã 160k và kèm số điện thoại cho em luôn nha. Nhanh tay xếp hàng luôn cho em mã 1 này, trời ơi. Các chị ơi thoát đi vào lại cho em, bây giờ là vào là ok này. Không bị ẩn comment đâu nhá. Mã 1, các chị xem màu đẹp chưa? Màu này hơi bị xinh luôn nhá. 60.000 một cái, ai lấy đánh tay cho em giúp em mã số 1. Chia sẻ like cho em mọi người nhá, để không bị ẩn comment nào. Các chị ơi chia sẻ like đi. Không á, em thật luôn, em đã sale như vậy rồi mà bỏ lỡ. Mà thứ nhất là bỏ lỡ này. Thứ hai mà comment nó không bị ẩn coi như bằng không. Là coi như là không có sale luôn. Tối em vẫn sale, không biết là tối có sale nữa đúng rồi tùy. Có gì để em thông báo cho các chị nhá. Mã của em nó này là mã số 1. Mã 1 nhà em xả luôn. Ok, 3 cái cho chị Chi này. Cho chị Chi 3 cái. Ok chị luôn này. Mã 1 nhà em xả luôn. Màu hơi bị độc nhá. Màu này rất là ít người có luôn.
Ai lấy xuất danh cho em mã số 1 và kèm số lại cho em luôn này. Mã 1 nhà em xả có 60.000 một cái thôi. Đồng giá nha các chị nha. Kim anh Thảo có đơn chưa? Chị ơi, chị được nhấn kết bạn với em em ạ. Các chị ơi, giờ like nhà em cứ đều như vắt chanh, 1 giờ 30 phút và 7 giờ 30 phút tối. Đấy. Cứ lên đúng giờ đấy là gặp bọn em. Đúng rồi, mã số 1 chị nào lấy mã 1 chốt luôn cho em. Mã 1 và kèm số lại cho em luôn nhá. Mã số 1 60k. Mã 1 60k và kèm số lại cho em luôn này. Bàn chân ra. Ok, Hiền Trương 2 cái mã 1. Ok, chị My Lê Bùi 1 cái mã 1. Ok chị này. Chào biết gì. Chào chị Duy ạ. Đồ làm mũ chậm chị. Chúc có toàn nhắc đến gì. Ok chị My Linh này. Alo. Rồi còn mấy cái mã số 1 ai lấy cho anh em nha. Đồng giá 60k và áp cho những ai chia sẻ like thôi. Ôi tìm đơn nhanh phết đây. Đâu? Xếp gọn à? Hết rồi. Hết rồi em. Tiếp tục. Mã tiếp theo này. Ui đẹp chưa? Giống y hệt mã em mặc luôn. Khác mỗi cái đó là kẻ á. Mã số 2 60.000. Chị nào lấy cho nhanh cho em nha. Mã 2. Mã số 2 60k và kèm số loại này. Khác mỗi cái là cái cổ cái kẻ của nó thôi. Còn thực chất là chất của nó này. Đấy. Với cả cái cổ của nó là y hệt nhau. Khác mỗi cái là cái kẻ thôi nhá. Ai lấy mã này tranh nhau tranh thủ chứ. Comment anh với em 65 cân rồi lại mặc vừa cho em mã này. Mã này còn to hơn mã của em mặc ấy. To hơn. To hơn một tí thôi ạ. Đấy mà cái chất này của nó dày hơn cái mã em mặc. Dày hơn một tẹo. Đấy, ai lấy mã này chốt nhanh cho em này. Quá xinh luôn, hàng có giãn nhá. Mã số 2. Mã 2 ai lấy chốt em. Ok, chốt cho chị cả Doan một cái mã. Mã 2 chốt chị Chi 3 cái. Mã 2 chốt Kim Anh Phạm. Mã 1 chốt Kim Anh Phạm này. Ok, chốt Nguyễn Linh một cái mã số 2. Rồi ai lấy mã 2 cho anh cho em mã số 2 và kèm số lại cho em luôn nhá. Mã 2. Đi đây. Tối ngay cho lộn. Lai lộn rộn. Ừ đúng rồi, lai lộn rộn đi. Cầm vào đây cho em. Lai lộn rộn đi. Em này, quang lấy hàng lộn rộn. Ok rồi, chị Hiền chơi hai cái. Ok chị này. Hả? Không phải đâu. Thế đây làm gì? Không biết. À hàng cái gì chị ơi. Ok chị Võ Dung một cái. Ok chị này. Lấy mấy Hương Phạm một cái, ok chị luôn. Ô kẻ đâu? Kẻ đâu? Nó ở đây ấy. Nào mã 1 60.000 đây, mã 1 60.000. Còn thiếu nhiều không? Thiếu nhiều. Không lấy nhá. Không, ngay ở đây thôi mà em thật luôn. Nhấc lên xem. Tiếp hả? Lấy nhá. Không có thế ơi, dâm ơi, dâm ơi. Dừng đi. Thiếu chục cái. Chục cái gì? Này vậy rồi. Tìm đơn xong rồi đấy, sợ gì. Xong đúng không? Em cũng nghĩ nó chồng cái gì rồi. Được chưa Dương? Ok, em chúc cho chị Trọng Kim Trung một cái. Ok, Bảo Hân Xu Xu một cái. Ok, Nguyễn Linh thêm 2. My Lê Bùi có đơn chưa? Nguyễn Nhi một cái. Ok, Ca Ngọc Lê một cái. Huỳnh Thanh một cái. Ok, chị này. Thiếu bao nhiêu cái em bán? Sọc 5 cái là chị Thúy Hiền. Đến. Còn được 4 cái hết. Ở dưới nhà còn? Hết rồi. Thiếu một chiếc đúng không? Gần không hết rồi. Hả? Thiếu 2 chiếc. Thiếu. Đủ đấy, em thiếu 5 cái đấy. 4 chiếc. Em cứ ghi thiếu bao nhiêu chiếc báo chị. Hàng lộn xộn đâu. Đây. Anh ghé lên cho ạ. Đây chưa? Không thì lên đến cái cục 1 đi kìa. Đấy thì chân như vậy. Đây là chân giá chứ cái cục nó lẻ loi khoảng tầm gần chục cái này. Tiền chị lấy về em ấy. Chị lấy em cái môn hàng cần lai. Quang. Đứng lấy mấy cái cục lẻ lẻ mà bóc vào rồi kìa. Đưa chút. Cái váy xanh xanh như này nó cứ mấy cái một cục ấy. Đấy. Cái hồng bên dưới. Đấy. Nhanh em đưa cái váy một cục. Nào đồng giá 60.000 nha. Má theo.
Mã tiếp theo là mã số 3 này, tranh thủ mã này em, bây giờ em lên mỗi mã là chỉ có đúng 5 chiếc đến 10 chiếc, hầu như có 2 cái. Hầu như mỗi mã nó có 2 cái, có 5 chiếc có 10 chiếc nhưng chưa mã nào hơn được 10 chiếc đâu. Tranh thủ comment cho em nhá, bởi vì mã này rất ít luôn. Bây giờ em like một cái hàng ít thì thôi, hiện tại là hẹn các chị tối em có thể lên nhiều. Thì tối em ngồi em soạn mẫu ra thì nó có nhiều hơn thì em like cho chị nhá. Còn bây giờ thì nhiều nhất là 10 cái, ít thì là 2 cái. Vừa vừa là 5 chiếc. Nhà các chị tranh thủ comment cho em, đây là mã số 3. Mã 3 60.000 và kèm số lại cho em luôn này. Mã 3 màu hồng cực kỳ xinh luôn. Mã 3 60k và kèm số lại cho em luôn nhá. Ai lấy thì comment nhanh tay cho em mã 3 nha. Ok, mã 3 chúc cho chị à, mã số 2 chúc cho chị Hương Lục thêm một cái đây. Ok chị này, Hương Lục mã số 2 là mã kẻ. Thêm nha, 5 chiếc nha. Ok này, mã 3 nhá, đồng giá 60k luôn, hôm nay xả quá rẻ luôn hàng xuất nhà em nhá. Mã số 3 sale 60.000, hàng len bông tư ghi cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy tranh thủ comment cho em mã số 3, mã 3 và kèm số điện thoại cho em nhá. Ok này. Mã 3 2 chiếc xuất Hiền Lương, ok chị Hiền Trương. Đấy quá rẻ luôn. Ok chị Võ Nhung một cái màu hơi bị xinh luôn, màu này màu đẹp lắm. Nhìn nó kiểu nhẹ nhàng nửa nữ tính ấy, 60.000. Rồi ok chị à, Mi Linh một cái chị ơi nhà em, còn kẻ ạ, còn kẻ ạ. Ok chị nào lấy mã này chốt cho em mã 3 nhá. Còn 4 cái 60.000 à, 4 cái 60k chị nào lấy cho nhanh lên mã số 4. À mã số 3, 4 cái. Quá này, đúng 4 cái rồi là hết rồi mọi người nhá. Ai lấy đây tranh thủ chốt nhanh cho em. Mã của em nó ok, mã số 3 3 cái chị chi em có 4 cái lấy nốt cho em luôn đi cần chị. Ok chị viết miễn một cái là hết. Hết nha. Bây giờ qua mẫu nè. Mã được 4 chiếc. Ít. Không có nhiều đâu các chị ơi. Mã theo là mã số 4 60.000, đồng giá 60k, 62 cân đổi lại mặc vừa cổ thuyền này. Quá xinh luôn, một kem sữa ấy ạ. Rồi mã số 4 này. Mã số 4 chị nào lấy cho nhanh với em mà tay của tay loe nó hơi bị xinh luôn nhá. Mã số 4 60.000. Mã này ai lấy mã này comment cho em mã và kèm số lại cho em luôn mã số 4 nha. Đấy ok chị. Mã 4 này sale 60.000. Tranh thủ comment cho em, đây là màu sữa không phải là màu trắng nhá. Lưu ý em đây là màu sữa không phải là màu trắng đâu. Đấy ok chị. Phát Chí Trương ơi, bị điên à? Vào đây mà PR cái gì thế vậy? Người ta PR rồi người ta mất tiền đấy. Rồi ok, 4 chiếc cho chị à, chị em à. Hết. Tiếp tục mã tiếp theo là mã số 5, mã số 5 màu tím. Trời ơi quá xinh luôn, mặc cái em cuột sóc nha. Mã số 5. Rồi mã số 5 này ai lấy cho nhanh cho em mã số 5 nha mọi người nha. Mã số 5 sale 60.000. Mã 5 60k có mấy cái thôi, ai lấy nốt cho em này. Hết rồi, bởi vì tranh thủ comment đi, mã này có 3 chiếc rồi á. Quá xinh luôn, lên với cái màu cam này nhá. Mã số 6, trời đất ơi, cam cháy hơi bị đẹp luôn. Cam cháy này, ai lấy cái này chốt nhanh cho em mã số ca, mã số em nó là mã số 6. Mã 6 nhá, mã 6 nha em xả 60.000 có mấy cái này. Có 5 cái là hết. Mã số 6 nha. Ok, mã 5 chốt Võ Nhung một cái. Ok, mã 5 hai chiếc chốt Hiền Lương. Hết. Mã số 6 ai lấy chốt nhanh cho em 60.000 màu cam cháy cực kỳ đẹp luôn mà tôn da lắm nhá. Ai lấy chốt nhanh cho em. Các chị ơi, chờ tí nhá, Trúc nó vào bây giờ ấy, nó đi vệ sinh. Mã 6 chốt cho ai chưa? Mã 6 chốt cho Mỹ Dung này. Chị em 1, 2, 3, 4 hết. Hả? À không, không chốt được Mỹ Dung không? Thế chốt cho Chi nhá. Hết rồi, chốt hết cho bạn Chi rồi. Tiếp tục chờ một tí Trúc lên. Đây cái mẫu lưới đây nhá, còn chị nào lấy chốt lưới nhá. Mã số 7 nhá. Đây lưới ạ, giống như Trúc đang mặc nhưng mà là kẻ nhá. Chị nào lấy chốt em mã 7. Chị nào chưa có mã 7 lấy chốt mã 7 nhá. Hình như cái cam này dưới kho còn ấy. Mà thôi. Chốt cho em mã số 7 này. Mã số 7 kèm theo em số điện thoại nhá.
Em ơi, nhân viên nói ok chị Quỳnh Hoa nhá, chị nào lấy chốt cho em mã số 7 và kèm số điện thoại ạ. Em còn mấy chiếc mã 7 nữa? Lúc nãy có lên mã 7 rồi đấy ạ. Mã 7 kèm số điện thoại. Cái gì? Trong nhà không để hơn, để hết ngoài tủ tăng. Mã 5 để chị hai chiếc thì Hiền chưa hết rồi. Hoàng Bích Văn mã 7 này. Hoàng Bích Văn mã 7 em ơi. 60 nhá. Màu be đi chị. Màu be hả? Ừ, chút lên màu be đi kìa. Màu be là màu nào? Cái mã này nãy lên rồi. Tôi like tiếp đi. Mã theo là mã số 8 này, 60.000. Đồng giá 60k đâu, bây giờ em khỏi đọc mà đọc giá nhá. Cứ 60.000 mà dấn nữa các chị ơi. Rồi mã này là mã số 8 này. Mã số 8 thì đọc lấy cho nhanh cho em mã số 8 nhá. 62 cân đổi lại mặc vừa hết cam rồi. Quanh Nguyên này. Mã 8 này, ai lấy mã 8 chút anh cho em mã số 8 mà kèm cho Nhung Nguyễn Thị này. Mã 8. Sao bây giờ nó hiện comment? Lại hiện comment chặn. Chị Mai Thư ơi, mặt em xấu. Mã số 8 nhớ, ai lấy mã 8 chốt anh cho em mã số 8 và kèm chúng lại cho em có 60.000 một cái. Quá rẻ luôn. Mà hiện tại mã này em cỡ chưa được chục cái mới thật. Chưa chục cái thôi. Phong Anh lâu lắm mới nghe thấy. Mã 8 mới chút cho rượu bi một cái. Ok chị gái đây. Em bây giờ ẩn nấp rồi. Cái này nó là chất len lông thỏ nữa các chị nhá. Ai lấy chút nhanh lên cái mã vàng đi. Mã này hơi bị hot luôn đấy. Không phải hơi bị hot mà em quá hot luôn. Em đằng sau luôn kìa. Đây này. Chúc cao mã 7 kìa. Chúc cao mã 7. Mã 7 kìa. Ok chúc cao mã 7. Ui em còn mới 2 chiếc mã thôi. Mã 8 mà Võ Nhung. Có mới 2 chiếc mã 7 chiếc có Tiền Lương. 2 chiếc có chị Nguyễn Linh. Cái này lấy like rồi nhá. Các chị để ý đấy. Trên chương 2 chiếc à? Để trên thì comment nhá. Ngọc Mai một cái. Trên chương có chưa? Em tốt Hiền Trương chưa? Rồi. Mã mặc có nhá chị nhá. Mã mặc tí sẽ lên lại không? Ok chị à, tên tiếng Anh. Hiền Trương thêm một chiếc nữa. Trong sen trong chiếc. Trong sen Phan Thao. Không, cái này khi tiếng Pháp. Thái. Mà còn học lân la được tiếng Thái cả. Rồi ai lấy mã này chốt cho em mã số 8 nhá. Ok Ngọc Diệp vàng hết. À còn vàng. Nói hết thì đúng rồi ấy. Bỏ đó quên rũ rồi. Đỏ thẫm luôn ấy. Mã 9 60k. Ờ đâu. Không khác mà mày. Có 2 ba cục thôi. Mã số 9 này, ai lấy mã 9 cho anh em 60.000 nhá. Màu đỏ bị xinh luôn, đỏ quyền lực quyền. Giang Thùy mã 7 ok chị yêu. Đây mã 7 đây. Em ơi kìa, cái vàng này của bạn nào lấy đấy? Ngọc Diệp. Ngọc Diệp đấy. Mã số 9 này. Mã số 9 màu đỏ đậm các chị nhá, có mấy cái thôi. Mấy cái này toàn hàng lẻ, hàng shop lại đấy các chị, chứ không mua nhiều. Mà mấy cái này em chưa lên luôn đấy cơ. Mã 9 62 cân. Mã 9 5 chiếc ok 1 2 3 4 5. Hết. Mã thế là mã số 10. Úi giời ơi, mã 10 bị xinh luôn nhá. Màu hồng ruốc cái nè. Trời ơi, màu hồng ruốc hơi bị chất luôn. Màu hồng ruốc nha. Mã của em đó là mã số 10. Màu hồng ruốc cực kỳ đỉnh. Y hệt form em đang mặc, khác mỗi cái là nó không có cổ đen thôi. 10 nha, chất y hệt như nhau, nó khác mỗi cái không có cổ đen. Đấy, mà bộ này của nó đơn giản, nó trơn luôn ấy. 10. Mã số 10, chị nào lấy mã 10 cho tay cho em. Mã 10 này màu hồng ruốc cực kỳ đẹp nha. Mã 10 và kèm số điện thoại cho em. Chị nào nhanh tay em sẽ chốt nhá. Mã 9 hết rồi. Em đã bảo rồi, mấy cái này nó ít đâu, cũng có nhiều đâu các chị ơi. Nó cũng có nhiều cái là các chị chọn đâu. Ok, mã 10 năm trước các chị chi. Chị ơi, chuyển khoản em với chuyển hàng với chị chi nhá. Mã 11 sale luôn này. Mã 11 chị nào lấy cho nhanh mã 11 nha. Ai lấy? Cái nhũ này còn ở đâu không? Mã 11, à đâu, mã 10 hình như vẫn còn. Này dưới nhà còn hay sao ấy? Ở đây thế này vẫn còn mấy con lấy không? Hết rồi, còn một người. Mi dùng một đơn chưa? Mi dùng một đơn chưa? Không có số này bỏ qua. Ok, xuất theo bùn có đơn này. Ok, Quỳnh Hoa hai cái này. Ok, Hiền Trương hai chiếc, chốt cho chị luôn một hồng giúp quá. Ok, quá đỉnh luôn. Ok, Võ Trung hai cái. Ok, chị luôn này. Rồi ok, Dung Nguyễn Thị một cái này. Ok, chị Mỹ Nhung một cái. Ok, ok chị luôn. Ok, chốt cho chị. À, mã 10 là mã nào? À, mã 10 hết rồi. À là 39 hết rồi. Ngân Nguyễn một cái.
Kim Anh Phạm có đơn, ok chị. Hết. Mã 11 quá đỉnh luôn đấy, thề luôn, mã 11 quá xinh. Mã 11 ai lấy chân anh, ok chị Chi nhá. Con nói hết cái này chắc là xối. Mã 11 này ai lấy cho anh cho em. 11 này quá rẻ luôn, đồng giá 60k nha. Hôm nay nguyên một ngày phải dành cho các chị luôn. Tối còn phát không có chứ. Trời ơi nghe em đều đặn nha chị nha. Tỉnh thoảng em chán thì em không like nữa thôi. Nhiều quá em không like nữa thôi. Không còn à. Này vãi bộ bóng này bền chưa. Tròn luôn. Hai chiếc các chị alpha. Nó không bị bật góc ai luôn đấy ạ. Mã 11 ai lấy cho 11 giúp em. Xong chưa chị? Nãy chị xuống còn nhiều đơn không? Không, nó gọi đơn như vậy lại không có đơn cũ có mấy cái. Đấy là đơn mới khoảng tầm 5 6 cái nữa. Đơn có dựng đồ hàng nó không nên nó có rơi hàng ngoài đấy. Mã này bao nhiêu? 11. Mã 11. Ui, mã 11 đẹp lắm luôn. Chị vừa lại là bồ tát rồi. 11 này cho chị Võ Nhung này. 11 đẹp, nhìn ở ngoài đẹp thật ý. Nhìn 11 ngoài nó tươi hơn trong livestream ý. 11 2 chiếc cho chị Hiền Trương. Ẩn nó bên. Mã tiếp theo là mã số 12. Em thật cái gì luôn, một điều là mã này không đẹp, không lấy tiền luôn. Mã này hôm qua em hot như kiểu đấy của gì nhá. Mã số 12 nhá. Ai lại chuyên thành cho em cái này là theo. Cái này là dấu hỏi chấm theo. Nhưng mà hôm nay á, khách em gọi đến khách cách còn lấy thêm, còn lấy thêm rất là nhiều luôn. Phải bao nhiêu chiếc rồi ấy à. Đấy là ai mà lấy để mã này chốt thành cho em mã số 12 này. Đấy người ta đã hot rồi mình hot luôn nhá chị nha. Đấy 12. Ai lấy chốt thành cho em cái này là theo, tất cả đây là theo. Và chất liệu của nó là len Montegi dày dặn, nó không phải là hàng kiểu mỏng dính các chị không phải lo. 12 2 chiếc ok chứ bỏ nhưng 2 chiếc này. Mã này thực sự thì luôn một điều đó, thứ nhất đen dễ mặc, thứ hai là siêu hot luôn. Đấy mà cái chất liệu vải của nó thì yên tâm một điều luôn là các chị không chê vào đâu được em thật. Ok rất là chị Chi 3 cái, ok chị gái lên. Cái đơn gì mà hôm nọ chị nói hùng 7 triệu mấy nhỉ? Có mỗi một cục không? Một cục ở đâu? Hai cục và một. Thế mà khách tổng cả đơn chỉ có 3 triệu mấy không? Quý thị Kiều Anh và chị Trang Vũ hết. Thanh 7 triệu mấy? Mà khách nói có 3 triệu mấy không? Thế á? Đây, ôi quá đẹp luôn. Tay làm công sở. Mã số 13. Bạn này phải bán hết bao nhiêu rồi? 13 này. 13 này em xả nốt 60k giảng len công sở cực kỳ đẹp nhá. 13 60k và kèm số lại cho em luôn. Chị nào comment nhanh tay theo chốt này. 13 60k và kèm số lại quá rẻ và quá đẹp luôn. Không ai mua được cái mã này cho các chị đâu. Đấy 13 nhá. 13 ai lấy chốt nhanh cho em nhá. 13 tối có chốt của mày đâu. Chị ơi tối nha em á, không biết là có dồn được đơn đây không ạ. Nếu mà gọi điện em gọi điện đấy thì mình nào mà gọi nghe được ấy mà. Ít đơn một cái thì em cho dồn thôi. Ông ơi 13 năm cái. Chị Chi ok chị luôn à. Quỳnh Anh một cái ok. Chị Nguyễn Linh hai cái ok chị này. Đố hỏi chấm dưới áo hết rồi chị ơi. Có còn đâu. Còn thì em chốt cho tổ em chốt cho nhá. Nếu mà còn thì em sẽ thông báo với tôi chốt. Rồi chốt cho. Ôi Ngọc Diệp một cái ok. Anh Khánh. À tí em qua nhà mẹ lên live stream. Tí ơi chị nào mà thích mua bộ này, mua váy, mua các thứ thì 30 phút sau khi em tắt live. 30 phút sau khi em tắt live mời các chị lại tiếp tục tâm xịt nha. Qua đấy mua đi ạ. Bởi vì chỉ ở đấy sẽ có thôi. Mà thật, ui. Mẹ khỉ hò chấm này chị ạ. Hò chấm. Hò chấm còn luôn á, hò chấm con này em hết hàng mà. Hò chấm thiếu ai không? Hỏi chấm thiếu mất nhiều không? Hỏi chấm thiếu ai không? 12 mà mày. Từ để tao chốt cho mày mã số 13 xong á. Ok An Khánh một cái này. Ok hai chiếc cho chị à. An Phạm ok chị này. Rồi ok mã số 13 thôi. Quỳnh Anh chốt 13 chưa?
Thủy Trúc có đơn chưa? Có. Thủy Trúc một cái, Lưu Thị Thu Hiền một cái, ok chị này. Rồi ok, Hiền Trương hai chiếc, ok Vi Vàng một chiếc. Ok chị, còn chị Đào lấy nó vào thuốc nhanh cho em 13 nhá. Qua mẫu. Đây, đây lại hỏi chấm. Hỏi chấm vẫn còn, comment lại cho em mã số 14. Chị chữ A. Một cái báo nhau chị này. Luôn, báo chị luôn. Đây. Nó có lẫn một chiếc chữ A. Nó có lẫn một chiếc chữ A nên nó vẫn hỏi chấm như vậy. Da ăn đen. Da ăn đen 13. Rồi comment cho em đây là mã số 14 nha. Mã 14 này hỏi chấm này. 14 hỏi chấm này quá là hot rồi. Thật sự luôn, một điều là chị Đào mà cứ nãy mà chưa được học tên thì comment lại cho em nhé. 14 cái này. Còn da ăn đen cho em là hướng ngoại vậy. Đây hỏi chấm đây, hỏi chấm mà đang đợi các chị comment. Phạm An thêm một cái, An Phạm thêm một cái nữa. Ok Thủy Ốc một cái 14, ok chị ơi, 14 là dấu hỏi chấm, mà là dấu hỏi chấm cái đấy các chị không? Thề các chị một điều đó lắm luôn. Đấy là mã số 12, 14 là mã số 12 vì em lười thảy ấy comment lại ấy. Em lên 14 thôi nhanh nhá. 14 hiện tại là còn có mấy cái 14 nữa thôi là hết rồi, không có nhiều đâu. Ok chị Phạm Nghi một cái 14 này. Ai chưa được chốt mã này thì em nghĩ là nên chốt luôn đi ạ. Ôi nó quá là hot rồi, thật sự luôn, mà chất len của nó siêu đẹp nha. Mã này á siêu đẹp luôn, mà em bán rất là nhiều rồi ý, thật sự. Riêng mã này em không biết là em bán bao nhiêu luôn cơ, em không nhớ. Này, mày 14. 14 chị Đào lấy 14 chứ 14 nhỉ. Hùng ơi. Vẫn. Ta nhìn lên lâu. Nó giống con chó mũi đen ấy chứ mày. Đúng là chị Phạm Dung. Mày bớt cho Tu Min. Hùng ơi. Chắc đang viết là cho tay ngoái mũi. Nửa tiếng sau em sẽ lên cho các chị bộ linh tinh đủ các thể loại. Mỹ Dung ơi. Túi. Là đứa túi. Tao đang mất túi rồi không đi cứu thì không tìm biết túi. Rồi mã này nhá, yên mã mặc luôn khác mỗi màu. Mã số 15. Mã 15 em sale luôn 60.000, có đúng 10 chiếc này, không đủ 10 chiếc luôn ấy. 60 cân mặc được rồi, 60 cân là mã nào nhà em cũng mặc được nha. Rồi ai lấy mã này thì comment cho em mã 15 và kèm số điện thoại cho em luôn này. 15 quá đẹp luôn, 60.000 một cái 15. Ai lấy đi comment nhanh tay cho em nhá, 15 và kèm số ngoại quá xinh luôn. Mã này y hệt mã mặc các chị nhá, các chị xem này cổ như vậy luôn. Đấy, không khác gì. Khác mỗi cái là màu thôi mọi người nhá. Ai thích kiểu màu hồng thì nó tươi tươi một tí thì mọi người chốt màu này cho em, mã này cho em. 62 cân rồi lại mặc được, chất liệu siêu co giãn. Cực kỳ co giãn. Mười lăm chốt Mỹ Dung, 15 chốt Kim Ca, 15 chốt Hoa Huỳnh. Thì như thế kia phải làm bắt 4 triệu. Run tay. Ok, chốt cho chị Quỳnh Anh. Một vài mã nữa xong rồi lên đồng giá 50.000 không chọn nhé. Tao cho mày như một bịch luôn. Thích bao nhiêu chiếc. Rồi mã này này, ai lấy tranh tử comment anh tay cho em nhá. Mã số 16 quá xinh luôn. 16 màu này nó rất là dịu dàng ấy chị ạ, thật sự luôn. 16 không đổi nhá. Không đổi các chị ạ, bây giờ tự mã 5 hôm trước bây giờ đổi với 15 làm sao mà ai sẽ đổi được chị. Rồi mã của em nó là mã số 16 nhé em, thật sự. Em có thật, em thề luôn một điều là từ trước giờ nhé em không bán đổi luôn. Rồi mã số 16 là có lỗi lầm thế nào mà đổi nhé em, lỗi thì em đổi thoải mái, không đúng mẫu đổi vô tư. Nhưng mà bây giờ các chị không thích các chị đổi, em không muốn để vậy được đâu. Bây giờ cả cái ra ngoài chợ ấy, các chị không thích mẫu đấy mà các chị mua rồi mà các chị bảo là các chị lên không thích người ta cũng cho đổi. Mà cả kể như vậy, cả cái em live stream cũng vậy luôn. Chỉ ngoài khi lỗi này, đấy thì là coi như là đổi thôi chứ còn... Thế mà bảo ấy thì không chịu được. Cái gì cái gì? Bây giờ em không đổi đâu. Rồi mã này ai lấy chốt nhanh cho em nhá. Có thiếu nữa không? Còn mà. Đây thiếu ấy. Mã số 16 hết. Nó là cổ ấy chị ơi. Cổ tim đúng rồi đấy. Nhưng mà nó là cái kia của em nó là có cái này. Đâu cái hồng mà. Hồng gì có cái đấy. Đưa cho nó. Nó bị bù đà rồi. Đưa cho nó.
Mã 16 á. 16 thì đâu lấy chốt này 60.000 một cái. 16 60k và kèm số này thôi, còn có mấy cái chốt nốt này. Còn có 10 cái, còn có mấy cái thì em chốt nốt được các chị gần 60.000 nhá. Mã số 16 60k và kèm số này. Tối hôm nay em vẫn tiếp tục sale cho các chị đồng giá 60k nốt ngày hôm nay luôn. Không đi đón cháu, con cháu không đi ăn. Hả? Con cháu không đi ăn. Đi ăn gì? Cô em lên em ăn luôn, ngồi đón cháu chứ. Đi đâu? Đúng. Đối diện nhà mẹ. Đi đón cháu gì chứ. Bây giờ mới có 3 rưỡi, 4 giờ rồi. 4 rưỡi đi đón. Bây giờ qua mẫu. Mới có 3 rưỡi, ngủ tục sớm. 16 ok, 3 chiếc cái chi. Tiếp tục lên mã. Không có 4 chiếc rồi. Đấy như này lên đi không đến lúc rồi lại thành ngày tối. 16 chị Mi Dung. 17. 17 thì nào lấy chốt cho em 60.000. 17 60k và kèm số lại cho em luôn này. 17 nhá, ai lấy chốt nhanh cho em mã số 17. 17 60k có đúng 3 chiếc. Ôi, mấy chị lên trắng thôi. Làm của cô nào. Mình lên bao nhiêu mã trắng rồi luôn. Mấy lẻ lẻ một chiếc là ngay luôn. 17 18 18 60k. Nào lên từ chiếc 18 nhé. 60k và kèm số lại cho em luôn. Cái đẹp chưa? 18 60k. Ok 17 chốt gà nào ông ngơ. Cho gọn đi đống ở chân vào hộ. Đỏ đi em mà ok từ từ chị ơi. Mình cứ từ từ đấy. Mười chín mẫu này em sẽ sale luôn nữa chị nào comment nhanh tay này. Ok Quỳnh Hoa 17. Quỳnh Hoa 17 ghi đi ấy. Rồi mã này là mã số 19 nha. Em xả nốt mã này đâu chị nào comment nhanh tay. Chỉ có 60 một cái thôi. Mã 19. Mã số 19 60k và kèm số loại này. Chị nào comment nhanh tay là sẽ được chốt nhá. 19 60k. 19 60k và kèm số loại cho em luôn là quá rẻ luôn. Giá này em bao toàn phước là không ai có luôn. 19 19 60k. Mười chín hiện tại là nhà em còn có khoảng mấy cái thôi. Mã số 20 là mã em mặc. 20 là mã em mặc mọi người đó. Mã số 20 là mã em mặc đấy, đúng rồi đúng không em? Mã 20 là mã em mặc này, ai lấy mã này chốt nhanh cho em. Mã số 20 quá xinh, 62 cân đổi lại là các chị mặc thoải mái cho em, nó siêu co giãn. Cái này đẹp hơn luôn nhỉ. Cho mọi người xem cái mã này đẹp hơn luôn đấy. Mã số 21 là cái mã đầu tiên em mặc. 21 mã 18 là chị Văn Nguyễn. Văn Nguyễn đây. Màu trắng. Comment gì? Mã 20 lại 20 chốt nhở? Không mà em nghỉ like đây không ngủ muộn rồi đấy. Bó lên. 22 cái là Quỳnh Hoa. Đưa em lộn xộn. Bây giờ nhá, bây giờ chị em mình chơi kiểu này đi, muốn nhanh. Nhanh gọn lẹ hết hàng. Hàng mới, toàn okay, hàng mới. Trộn 19 ok chốt cho chị Mai Ly. Ok, mã 20 chốt rồi Nguyễn chị. 19 là mã nào vậy mẹ? Đây đúng không? 19 chốt cho Mai Ly. Rồi ok. Bây giờ nhá, chơi kiểu này. Tôi tưởng ngẫu nhiên nha mọi người nha. Nhưng mà em nói trước, toàn hàng đẹp, toàn hàng mới, không phải là hàng linh tinh vớ vẩn em bán các chị đâu. Hết đừng phải lo. Bây giờ này, em bán luôn đồng giá 50.000 không chọn mẫu. Ai lấy bao nhiêu cái thì mình comment vào đây cho em là 50k và kèm số chiếc. Nhưng em khuyên thật là lấy từ 2 chiếc cho em thì tốt hơn. Nhưng mà em nói thật luôn, thực sự đó, một điều là toàn mẫu đẹp. Toàn những cái mẫu mà đợt trước em like ấy, toàn những cái hàng xả đẹp thôi, không có hàng đâu và hàng kinh tinh em bán cho chị đâu. Nhà các chị gái của em yên tâm, toàn mẫu đẹp nha. Ai lấy thì tranh nhau comment cho em các chị xem này. Em có cho sao cho các chị xem một vài mẫu nhá, không chọn. Comment cho em 50k và kèm số trước cho em. Em cho các chị nhìn xem quá đẹp không, có đẹp không ạ? Gạch nhá, nhớ gạch nhá. Em xong ở đây là em nghỉ like luôn đấy, em không lên nữa đâu nhá. Đây này, đấy này. Mã này nhá. Rồi kép chữ U là các chị đã biết rồi, hot quá trời hot luôn nha. Rồi tiếp tục. Màu xanh nước biển này. Hot quá luôn đúng không ạ? Đấy cho các chị xem 50k nhá. 50k đồng giá nha.
Đấy, ok, 50k đồng giá các chị luôn. Chị nào lấy mấy chiếc chúc em luôn. Váy màu vàng. Đây là hàng khách sạn. Còn cái áo này các chị biết rồi đấy ạ. Hot thì gọi là khỏi nói luôn. Để lại một cái tối mặc live stream. Rồi, tiếp tục. Các chị xem này. Màu đẹp chưa? Ui dồi ôi, váy này. Đẹp chưa? 50k. Này, đá đấm các thứ này. Đá nhá, quá tinh luôn. Chanel 50.000, nếu thật em không lãi một đồng nào luôn. Mà bây giờ em đang bán để cho nó hết thôi. Đây các chị xem đẹp không nào. Đá này, không cho chọn mẫu nha. Đá đồng giá 50.000 là em thật. Em xác định là em lỗ rồi chứ không em lãi một đồng nào cả. 50k 2 chiếc, ok, chất là Vân Nguyễn 2 chiếc. Đây các chị xem này. Toàn những cái mẫu đẹp long lanh luôn. Đây mẫu này. Ôi những cái mẫu này trời đất ơi, em bán hết từ lâu lắm rồi. Đây là hàng khách xả ra đấy còn nhá. Không không có đâu các chị ạ. Rồi ok, không chọn. Đây. Rồi 50k và kèm số chiếc giúp em nhá các chị nhá. Không là em sẽ nghỉ live ở đây đây, không có lên nữa đâu ạ. Nên các chị hẹn các chị tối nay lúc 8 giờ nhá. Ai? Phải chị đi cái này, có cái này thì cô đi cho cái này. 50.000 ý, có nghĩa là 50.000 một chiếc, các hiểu không ạ? 50.000 một chiếc, các chị lấy bao nhiêu chiếc, các chị comment số chiếc của đấy cho em. 2.000 nhiều hơn rồi đúng không? 4 chiếc các chị Diệu Mi, ok chị thêm 1-2 chiếc là chị này. Ok Linh Lê một cái, ok chị luôn, Giang Thùy một cái, ok chị gái. Rồi ai lấy tiếp năng cho em nhá, ok chị Còi một cái. Ok chị 2 chiếc các chị Thu Nguyễn, ok chị được set chị U này, ôi trời quá đẹp luôn. Rồi ok Giang Thúy thêm một cái nữa nhá, Giang Thúy thêm một cái nữa. Rồi ok chị lấy 20 cái, ok An Phan lấy 20 cái, ok chị Tế Sửa. Nhà ok Giang Thủy lấy 2 cái, ok chị gái. Cho mình không có chọn. Chị Còi 2 cái, ok chị luôn này. Ok chị Thúy Hiền 4 chiếc, ok chị luôn này. Chị nào lấy 20 cái nhà An Phan lấy 20 cái thì ghim bài vào đây. Tí nhớ. Khổ quá đầu óc tức cứ lên mây. Ok chị Thúy Hiền 4 cái, ok chị Hiền này. Rồi ok chị này. Tú Min 2 cái, ok chị gái. Mày cho vào túi giúp tao nhá, không có túi đây đâu. Rồi. Ok. Ok Trang Thủy lấy 2 cái. À Trang Thủy lấy 2 cái. Ok Quỳnh Hoa lấy 2 cái. Ok chị Hoàng Yến lấy 2 cái. Linh Lê có đơn chưa? Linh Lê lấy 2 cái. Tiền Trương lấy 2 cái. 50.000 một chiếc. Quá đẹp. Ui váy kìa. Bán luôn. Ủa, bán luôn. Bán luôn. Em đầy chuột tất. Bảo các chị là chốt. Nào toàn cái đẹp thôi. Chỉ đọc tên thôi bởi vì là chốt lẫn lộn. Cho em bảo là không chọn mẫu ai, chọn mẫu em xả hết tên luôn đấy. Em không có đùa đâu. Đã vứt ra là cứ chọn. Ok lên đã vứt ra là chọn luôn này. Còn cứ ngồi đây chọn mẫu mới thật. Có 50.000 một cái. Chứ chị chọn mẫu thì em lãi ở đâu ra nữa à? Em còn đang muốn bán nhanh, bán gọn, bán trả gấp thì còn bộ lên toàn. Hẹn các chị gái 30 phút nữa khi em tắt live em sẽ lên bộ các chị nhá. Canh giờ nha, canh giờ nha. Canh giờ giúp em cái. Hết rồi. Rồi ok xong nhá. Còn chị nào có nhu cầu lấy hàng 50.000 lộn xộn, nhân viên nhà em gọi điện chốt đơn thì thông báo nha. Ok ân ra 2 cái. Ra hân. Rồi ok nhá. Chốt cho chị An Phan 20 cái. 20 chiếc không? Ừ. Đâu. An Phan lấy chưa? Đến 20. An Phan chưa lấy 20 cái đâu, chị đếm hộ em gái. Tí ra ngoài kia đếm nhiều. Ok yên tâm. Ở cái bao này. Ok nhá, thế bye bye. Các chị ơi em tắt live bây giờ rồi thì hẹn các chị gái 30 phút nữa thôi. Em ăn chắc 10 phút. Ừ, 3 phút nữa đấy ạ. 30 phút 35 phút nữa thì em sẽ lên like ở đích tâm xịt và em sẽ like váy vóc rồi em like những toàn những cái hàng xịn thôi mà hàng chưa bao giờ em like những giá cực kỳ ưu tiên, có mà giá toàn giá trên livestream thôi. Không phải là giá cửa hàng đâu các chị yên tâm nhá. Đấy. Rồi bye bye, hẹn tất cả các chị tí nữa nửa tiếng sau chị em mình là gặp lại nhá. Bye bye. Cảm ơn các chị đã ủng hộ nhà anh em nhá. Cảm ơn các chị. Nửa tiếng nữa chị em mình gặp nhau nhá trên nick tâm xịt luôn. Bye bye mọi người.